Xin chào các bạn. Hôm nay thì trong cái video này thì mình xin hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể lấy được những cái thông tin khóa học trên Unica để chúng ta có thể làm cái tiếp thị liên kết. Thì với việc hợp tác với Unica để bán khóa học thì chúng ta sẽ được trích lại phần trăm tiền mà Unica bán khóa học đó cho khách hàng của mình. Và với cái hình thức làm tiếp thị liên kết này thì những cái người mua khóa học khi mà nhấp vào cái đường link của chúng ta thì họ cũng được giảm giá 40% hoặc là nhiều hơn tùy theo cái chính sách của Unica vào một cái thời điểm khác nhau. Thì để lấy được thông tin khóa học thì đầu tiên các bạn cần phải đăng nhập vào cái tài khoản Unica của mình. Ở đây thì mình đã đăng nhập vào rồi. Sau đó thì các bạn nhấp vào đây và chúng ta sẽ chọn mục là Affiliate. Khi mà các bạn nhấp vào mục Affiliate thì các bạn sẽ thấy cái mã coupon chia sẻ của mình. Ở bên dưới là rất là nhiều cái khóa học khác nhau. Các bạn có thể kéo xuống để xem cái nội dung của tất cả các khóa học. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái khóa học. Các bạn thấy ha, ở đây là 10 trang và mỗi trang thì nó có rất nhiều khóa học ở đây. Thì chúng ta sẽ coi những cái khóa học nào mà nó liên quan đến cái nội dung mà chúng ta cần lấy thì chúng ta sẽ đưa vào. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể lấy tất cả những thông tin đó để đưa vào cái website của mình. Mình sẽ chọn cái chủ đề về phát triển cá nhân cũng như là về Internet Marketing. Do đó mình sẽ lọc chọn những cái khóa học liên quan đến cái chủ đề đó. Đầu tiên là cái khóa học về Zalo Marketing. Thì để dễ dàng lưu lại cái thông tin thì các bạn cần tạo cho mình một cái file Excel như thế này. Ở đây thì mình đã tạo một cái file Excel mẫu gồm những thông tin. Thứ nhất là cái số thứ tự để mình biết là mình có giới thiệu bao nhiêu cái khóa học. Thứ hai là mình sẽ lưu cái tên khóa học. Thứ ba là mình phải cần lưu lại cái ảnh của nó. Thứ tư là cái link và thứ bốn nữa là cái video. Thì mình sẽ làm thao tác cho các bạn xem. Rồi ví dụ như là cái khóa học này thì đầu tiên là chúng ta sẽ copy cái tên khóa học. Các bạn chọn sao chép và chúng ta sẽ qua bên Excel chúng ta dán tên vào đây. Rồi cái thứ hai là cái ảnh. Thì để lấy được cái ảnh này thì chúng ta sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ chọn là sao chép địa chỉ hình ảnh. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ dán vào đây. Mục thứ ba là mục link. Để lấy được link thì chúng ta chỉ cần nhấp vào đây là chúng ta đã lấy được link. Rồi sau đó thì chúng ta cũng sẽ dán vào đây. Rồi mục cuối cùng là cái mục video. Thì để lấy được video thì các bạn sẽ mở cho mình một cái tab mới. Các bạn sẽ copy cái này nha và chúng ta sẽ dán lên đây. Rồi thì đây chính là cái thông tin khóa học về Zalo Marketing. Và trong này thì ngoài những cái thông tin giới thiệu thì nó còn có một cái video của tác giả, của giảng viên. Để ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào cái video này và chúng ta sẽ chọn là sao chép mã nhúng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhớ copy cái mã nhúng vào đây. Rồi như vậy là mình vừa thao tác cho xong cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể lấy đầy đủ thông tin với khóa học ở trên Unica. Những thông tin này thì chúng ta sẽ đưa lên website của mình để giới thiệu những khóa học này cho mọi người. Mình sẽ có một cái video giới thiệu hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái trang web, một cái website thế nào để có thể đưa tất cả những thông tin này lên. Mình sẽ làm thêm hai cái khóa học nữa để các bạn có thể là nhớ cái cách làm. Rồi các bạn quay lại cái trang Unica ha, Unica. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái Unica và chúng ta sẽ chọn một khóa học khác. Khóa học thứ hai là khóa học về Facebook Marketing. Rồi mình sẽ làm với một khóa học nữa, khóa học về xây dựng hệ thống kiếm tiền trên YouTube.
Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể lấy đầy đủ những cái thông tin của một cái khóa học trên Unica để mà đưa lên website. Thì trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta đưa những cái thông tin này lên website của mình một cách nhanh gọn và đẹp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.